Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc Gian FCR 5300, một chiếc xe Gian dòng mã FCR là cao cấp nhất của cái mã FCR rồi. Vâng, cao cấp nhất về cả cấu hình và tất cả các thứ trên xe. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết xe lên. Vâng, và đây là về hình thức. Hình thức thì chiếc xe có màu đen đỏ, có những chỉ sơn xám đây, rất là khỏe các bác nhá, rất là nam tính của các bác đi mà thích những cái màu tối màu này, khá là nổi bật. Những đường sơn đỏ với xám đây rất là nổi bật trên khung xe. Hình thức em đánh giá chiếc xe này thì trên 90%, khá là mới. Một chiếc xe rất là cao cấp của Gian FCR các bác nhé. Trước đây em có về một chiếc Gian FCR 5300 màu vàng chuối mà bay sau 5 phút khi đang video. Vâng, tỏa độ hot chiếc xe này rất là lớn. Rồi, em sẽ lướt qua tổng thể. Đây 5300 màu xám. Đây là miếng băng dính để xích không chạm vào khung các bác nhé. Đùi đĩa 3 tầng trục rỗng đây. Rồi, xe có size M của các bác từ 1m65 đến trên 1m7. Dây âm sườn cao cấp, những chiếc xe cao cấp thì có dây âm sườn. Bộ khung alu XX. Vâng, đây là công nghệ làm nhôm độc quyền của Gian rồi, cho khung siêu nhẹ siêu bền. Em đã nói rất nhiều về cái công nghệ nhôm alu XX kìa rồi, các bác có thể lên Google để search thêm. Vâng, lớp sơn rất là mới. Và đây là xe được nâng cấp lên chiếc càng carbon các bác nhé, càng carbon, khung nhôm càng carbon, xe rất là nhẹ. Tay nắm của Gian đây, nguyên bản chính hãng. Vâng, tay nắm cao su sợ cầm rất là sướng tay, ghi đông cổ phốt của Gian hết, nguyên bản theo xe, logo nổi đây. Vâng, và xe sử dụng bộ tay bấm xả Shimano Deore. Vâng, xe này sử dụng cấu hình gần như học trùng cuối của dòng Touring với dòng địa hình rồi, rất là cao cấp. Yên rất là mới, yên cổng yên nguyên bản của Gian đây, chiếc Gian các bác phải nhìn này. Yên rất là mới các bác nhá. Lốp có chữ, vành có chữ FCR đây. Đây các bác có thể thấy nguyên bản của xe. Bây giờ sẽ quay thông số lốp là 700x23C. Mayer Gian chính hãng. Mayer bạc đạn các bác nhá. Vâng. Vâng, và chiếc xe sử dụng củ đề Shimano Deore. Đồng bộ theo xe. Cấu hình 2 4 6 8 2 4 6 8, 10 lít, 3 đĩa cho xe tới 30 tốc độ. Vâng. Gạt đĩa của Shimano Deore đây.
Vâng, chiếc xe rất là cao cấp. Vâng, và bây giờ em sẽ test chuyển động. Vâng, và đây là chuyển động của xe lên nít. Sử dụng full bộ chuyển động của Shimano DVD, một cấu hình rất là cao cấp của dòng địa hình và touring rồi. Chuyển động rất là tốt các anh. Tích và lít thường rất là mới. Máy ơ bậc đạn. Vâng, xuống lít. Vâng, chuyển động rất là tốt. Vâng, và xe sử dụng bộ phanh dầu của Shimano. Đồng bộ cho xe đây. Bộ phanh dầu thủy lực các bác nhé. Đĩa phanh rất là mới đây. Chiếc xe rất là cao cấp của Gian FCR. Các bác có thể search thêm về chiếc xe này. Vâng, đây là chiếc Gian FCR 5300 nhé. Chiếc xe touring đường phố. Vâng, và chiếc xe cực kỳ cao cấp Gian FCR 5300 đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 10 triệu. Miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác đã theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.